sau khi đã nói về danh pháp của các cấp độ lớn hơn loài giờ chúng ta đi vào phần rất quan trọng đó là danh pháp của một loài thực vật như chúng ta đã nói loài là đơn vị cơ bản của phân loại học do đó tên của một loài là hết sức quan trọng trong phân loại học cũng như danh pháp thực vật thì tên khoa học đã được quy định tên khoa học của một loài thì gồm có tên chi là genus cộng với tên loài đó là hai thành phần chính chính vì vậy tên khoa học hoặc là tên latin thì luôn luôn gồm có hai phần, hay tạm gọi là hai phần chính. Ngoài tên khoa học hai phần chính tiếp nối sau có thể là tên tác giả và tên những cấp độ phân loại dưới loài khi chúng ta chỉ về những đối tượng cụ thể trong một loài thực vật nào đó. Công thức trong khung này chúng ta cần phải ghi nhớ. Như vậy, trong tên khoa học của một loài gồm hai thành phần chính và chúng ta thấy đây, đây là tên khoa học của một số đối tượng, ví dụ như Oryza sativa, đây là tên khoa học của loài lúa. Chúng ta có Zea mays là tên khoa học của loài bắp maniot esculenta là tên khoa học của loài khoai mì maxifera indica là tên khoa học cây xoài durio sibertinus là tên khoa học của loài sầu riêng tất cả tên khoa học của các loài đều gồm hai thành phần đó là điều phải lưu ý thứ nhất và phần đầu của tên đó là tên chi và phần thứ hai của tên là tên loài ngoài quy ước về cấu trúc của một tên khoa học thì cách viết tên khoa học cũng có một quy định khắt khe và như chúng ta đã nói, Linne đã xây dựng hệ thống danh pháp thực vật dựa trên tiếng Latin mà tiếng Latin thường được viết nghiêng chính vì vậy tên khoa học bắt buộc phải in nghiêng đây là điều bắt buộc và chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ đó là quy ước rất khắt khe bản thân trong hình này chúng ta thấy Linne là con người và tên khoa học của loài người là Homo sapien thì Homo sapien cũng phải in nghiêng tên khoa học của loài lúa Oryza sativa, loài bắp Zea mays và các loài khác đều phải in nghiêng như chúng ta thấy trên bảng chi tiết hơn về cách viết tên khoa học thì chúng ta biết rằng là đối với tên chi thì ngoài vấn đề chúng ta phải viết nghiêng thì chữ viết đầu tiên của tên chi thì phải viết hoa đối với tên loài thì viết thường đó là điều chúng ta cần lưu ý như vậy tên khoa học ở đây người ta cũng lưu ý là trong trường hợp nếu viết tay thì tên khoa học phải được gạch dưới tuy nhiên ngày nay thì trường hợp chúng ta viết tay rất ít khi xảy ra Do đó về mặt cơ bản chúng ta phải nhớ rằng là tên khoa học phải viết nghiêng và chữ đầu của tên chi là viết hoa, còn chữ đầu của tên loài là không viết hoa. Chúng ta lấy ví dụ như chúng ta có đối tượng đây là cây sâm ngọc linh, một loài sâm có giá trị rất cao của Việt Nam chúng ta. Và tên khoa học của cây sâm ngọc linh này có tên chi là Taxus và tên đầy đủ hai thành phần là Taxus vietnamensis. Đây là sâm có xuất xứ tại Việt Nam, nghĩa là có chữ Việt vietnamensis đây. Thế thì chúng ta nhớ đây là tên chi và đây là tên loài và một loài thực vật phải gồm hai thành phần như vậy. Và ở đây tên chi thì chữ tắc sút này chữ T phải viết hoa, điều đó dễ hiểu. Tuy nhiên, một điều cần phải lưu ý là tên loài không viết hoa. Do đó, chữ V này trong chữ Việt Nam, mặc dù Việt Nam là tên quốc gia, thường thường chúng ta biết là về ngữ pháp thông thường, chữ Việt Nam phải viết hoa. Tuy nhiên, trong trường hợp tên khoa học, chữ V này là không viết hoa. Quy định này hết sức khắt khe và chúng ta cần phải lưu ý. Và một trong những sai sót rất phổ biến là rất là nhiều sinh viên và rất là nhiều người, ngay cả trong một số tài liệu, trong một số sách vở cũng viết sai, tức là chữ đầu của tên loài này thì đó là một điều sai quy định đối với những người bước đầu làm quen với tên khoa học có thể thấy tên khoa học là một cái gì đó rắc rối và khó nhớ tuy nhiên chúng ta cần biết rằng tất cả tên khoa học thường nó đều mang một ý nghĩa nào đó hoặc nó liên quan đến một nghĩa nào đó chúng ta sẽ tìm hiểu vậy thì khi đặt ra những tên khoa học này thì tên chi tên loài có những ý nghĩa như thế nào và khi chúng ta hiểu được những ý nghĩa nhất định đó của tên khoa học thì chúng ta sẽ thấy rằng việc tiếp nhận các tên khoa học không phải là vấn đề quá phức tạp tên khoa học gồm có hai thành phần chính như đã được khẳng định tuy nhiên hai thành phần chính này thì phần tên loài không phải lúc nào cũng được xác định một cách cụ thể có rất nhiều đối tượng chúng ta chưa xác định được cụ thể tên loài trong trường hợp đó danh pháp thực vật cũng đưa ra những quy định rất cụ thể nếu một đối tượng thực vật mà chưa được xác định một loài cụ thể thì tên khoa học lúc đó sẽ được thể hiện như trong khung này đó là lúc đó chỉ gồm có tên chi cộng thêm với chữ sp sp chính là từ chữ spacy tuy nhiên spacy này chưa xác định thành ra là người ta đã quy định là dùng ngay chữ sp viết tắt đó để tạo ra tên khoa học cho một đối tượng chưa xác định loài cụ thể và trong trường hợp của tên khoa học một loài chưa xác định cụ thể đó thì chữ sp này không viết nghiêng trong khi tên chi vẫn viết nghiêng bình thường nhưng chữ sp này không viết nghiêng đó là một điều chúng ta phải lưu ý cũng có một trường hợp tiếp theo là đối tượng mà chúng ta xác định lại là một tập hợp có thể thuộc về nhiều loài khác nhau nhiều loài tức là khi đó phải ghi theo số nhiều và trong trường hợp nếu nhóm các đối tượng đó là số nhiều thì lúc đó tên gọi của nhóm thực vật đó sẽ là tên chi cộng chữ spp có dấu chấm. spp ở trong trường hợp này có thể hiểu là nó có thể thuộc nhiều loài, mặc dù nhiều loài đó là loài nào chưa biết nhưng mà khả năng nó là thuộc nhiều loài. Chúng ta sẽ gặp ví dụ như trong trường hợp chúng ta thấy tên khoa học là Citrus spp. Citrus là cái chi cam quýt và spp là số nhiều. Như vậy, tên khoa học này cho chúng ta biết đây là nhóm cây có múi và cây có múi thì rất là đa dạng gồm nhiều loài khác nhau gồm có cam quýt bưởi tắc vân vân nhiều loại thì chính vì vậy trong trường hợp đó để thể hiện ra nhóm cây có múi gồm nhiều loài khác nhau, người ta phải viết là Citrus fpp hoặc trong hình đây chúng ta thấy nếu như bên tay phải chúng ta có một chậu hồng, một chậu hồng này chỉ thuộc về một giống. Do đó, mặc dù chậu hồng này chưa được xác định tên nhưng nó thuộc chi Rosa và tên của nó viết sẽ là Rosa sp bởi vì nó chỉ có một loài nó là số ít, thành ra là Rosa sp tuy nhiên nếu trường hợp chúng ta thể hiện cho một vườn hồng đa dạng như ở dưới đây trong vườn hồng này chúng ta thấy có nhiều loài hoa hồng khác nhau có loài màu đỏ có loài màu trắng có loài màu hồng có loài màu cam thì đây là một vườn hồng thuộc nhiều loài khác nhau vì là nhiều loài khác nhau thành ra là phải viết theo số nhiều lúc đó sẽ là rosa spp. Qua ví dụ giữa rosa fp và rosa fpp này để chúng ta thấy sự khác nhau khi ghi đối với các đối tượng mà chưa được xác định tên rõ mà đối tượng đó ở số ít hay ở số nhiều thì cách viết khác nhau là như vậy đó là cách viết. Còn những tên chi đó có ý nghĩa gì không? Như chúng ta đặt vấn đề ở trước, tất cả tên khoa học đều có những ý nghĩa nhất định chứ không phải phải là những tên áp đặt vô nghĩa. Tìm hiểu cách đặt tên chi, chúng ta sẽ hiểu được vậy thì phần đầu của một tên khoa học có ý nghĩa gì? Khi đặt tên chi, người ta có thể đặt theo một số cách khác nhau. Đầu tiên có thể là cái chi đó người ta đặt tên bằng cách người ta la tinh hóa tên bản địa có sẵn. Ví dụ như trong tiếng Anh đã có một loài cây tên tiếng Anh là cinnamon thì đây là cây quế và chi của cây quế được đặt tên theo tên của cây quế do đó chi này có tên khoa học là cinnamomum hoặc trong trường hợp cây hoa hồng tên tiếng anh là rose thì tên chi hoa hồng là rosa hoặc cây thông tên tiếng anh là pine thì tên của chi thông là pinus đó là cách thứ nhất người ta có thể la tinh hóa tên bản địa có sẵn cách thứ hai cũng là la tinh hóa tuy nhiên người ta sẽ la tinh hóa tên của người phát hiện ra chi thực vật đó hoặc là tên của một nhà khoa học nào mà người ta muốn vinh danh hoặc người ta cũng thể la tinh hóa tên của một địa danh nào đó thì chúng ta thấy trong trường hợp đây chúng ta có cây đầu tiên một cây rất quen thuộc là cây khế cây khế có tên khoa học đây và như tên khoa học này chúng ta biết nó thuộc về chi av tại sao lại có tên chi như thế này bởi vì tên chi av hoa là được đặt theo tên của một bác sĩ do đó mặc dù chúng ta có thể thấy tên này xa lạ khó nhớ nhưng chúng ta biết rằng nó có ý nghĩa bởi vì đây là tên vinh danh đến một bác sĩ hoặc đây là một chi thực vật rất tương tự như nhóm cây phượng vĩ của chúng ta. Loài thực vật cụ thể này nhỏ hơn cây phượng vĩ với tên khoa học hai phần như vậy và chúng thuộc về chi Caesalpinia thì chữ Caesalpinia này cũng được đặt dựa trên cơ sở tên của một nhà khoa học hoặc ở dưới tên của loài Bauhinia ganpini này thì tên chi Bauhinia cũng được đặt dựa theo tên của một nhà thực vật học tên chi có thể được đặt theo tên của một địa danh nào đó mà chi thực vật đó xuất xứ hoặc phổ biến ví dụ như trong trường hợp của loài thông này có tên chi là taiwania tên chi này xuất phát từ chữ taiwan có nghĩa là nước đài loan hoặc loài cọ này với tên khoa học là washingtonia robusta như vậy nó thuộc về chi washingtonia thì washingtonia này lấy theo địa danh của bang washington của nước mỹ tên của một chi thực vật cũng thể được tạo ra bằng cách nối với một tiền tố để tạo ra một tên chi mới hoặc cũng thể được tạo ra bằng cách ghép các từ có ý nghĩa khác nhau để tạo ra một cái tên sát nhất với chi thực vật đó ví dụ như người ta có cái chi là Neolicia thì Neo là mới ví dụ loài thực vật tiêu biểu là Neolicia australiensis đây thì chi thực vật này được phát hiện khi trước đây người ta đã biết về cái chi Lysia và cái chi này là một cái chi mới hơn nhưng mà lại rất tương tự với cái chi Lycia trước đây. Thành ra tên chi này được đặt là Neo Lycia, bằng cách thêm chữ Neo sau cái tên một cái chi có sẵn là chi Lycia đây. Và chi Lycia này chúng ta có cái đại diện là cây Lycia cubeba là cây màng tang, một cái loài thực vật có giá trị về dược liệu tương tự như vậy ở đây người ta đặt ra tên chi là rhodomitus thì rhodo có nghĩa là đỏ chi rhodomitus này người ta được đặt dựa theo một cái chi trước đó đã có là chi mitus chi mitus như chúng ta thấy đây là những chi mà có hoa màu trắng đây tuy nhiên chi mới thì xu hướng hoa có màu đỏ hoặc gần với màu đỏ chính vì vậy người ta đặt tên chi mới này dựa theo cái chi mà nó tương tự nhưng mà khác về màu sắc và tên đó được đặt là rhodomitus trong trường hợp đây chúng ta lại có rhododendron bằng cách ghép chữ RODO với chữ dendron thì RODO là màu đỏ, dendron là thân gỗ hoặc một đối tượng như chúng ta thấy trên bảng rất là quen thuộc đây là cây vú sữa với tên khoa học hai thành phần là chrysophyllum canino cây vú sữa thuộc về chi chrysophyllum tại sao lại là chrysophyllum thì phyllum ở đây có nghĩa là lá chryso là có ánh vàng và chúng ta để ý đặc điểm của cây vú sữa cũng như là các cái cây trong cái nhóm này là mặt sau của lá có màu ánh vàng lên như vậy chính vì vậy chi này được đặt là chrysophyllum nó có ý nghĩa của nó rất là cụ thể như vậy. Một đối tượng quen thuộc là chi xoài, bao gồm có cây xoài, cây xoài là mango thì chi xoài là mangifera. Chúng ta thấy là mặc dù có một cái biến chuyển nhỏ, à, tuy nhiên là chúng ta cũng thấy sự liên hệ giữa chữ mangi này và mango theo tên tiếng Anh của cây xoài. Tên chi của một loài thực vật có ý nghĩa và dĩ nhiên phần thứ hai tức là tên loài của thực vật nó cũng phải có những ý nghĩa nhất định trong trường hợp của cây xoài Mangifera Indica thì chúng ta biết Indica này nó gần gũi với chữ India tức là Ấn Độ. Như vậy tên cây xoài là Mangifera Indica nó cũng cho chúng ta một thông tin là à như vậy cây xoài nó được cho là có xuất xứ từ Ấn Độ. Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều tên loài có chữ Indica ví dụ như Citrus Indica tức là cây cam Ấn Độ hoặc là Cannabis Indica hoặc là Canna Indica tức là cây rong riềng Ấn Độ hoặc là Doxinia indica. À như vậy khi mà chúng ta gặp những từ indica ở trong tên loài này chúng ta biết rằng là có xuất xứ hoặc liên quan đến nước Ấn Độ. Tương tự trong trường hợp một số loài có liên quan đến châu Mỹ khi Latin hóa sẽ là Americana. Chúng ta có một đối tượng gần giống cây dứa là một dạng của dứa sợ thì cây đó có tên khoa học là Agave Americana hoặc cây bơ mặc dù là trồng rất là phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên nó cũng có xuất xứ ở châu Mỹ. Do đó tên của cây bơ là Persia Americana. Rồi chúng ta có những tên khác như Valisneria Americana hoặc Simenia Americana. Cây này được gọi là cây tranh biển. Như vậy khi chúng ta gặp chữ Americana chúng ta sẽ nhận biết được những đối tượng này nó có thể có xuất xứ hoặc có những liên quan đặc biệt với châu Mỹ. Liên quan các địa danh khác chúng ta cũng sẽ gặp các trường hợp được kết thúc với chữ Sinensis. Ở đây thì Sinensis là nó liên quan gần gũi chữ China tức là Trung Quốc. Thành ra chúng ta gặp Rosa sinensis là loại hoa hồng mà có xuất xứ Trung Quốc hoặc là Livitona sinensis là cây cọ nhưng mà cọ này là cọ xuất xứ Trung Quốc, khác với cái loại cọ hồi nãy mà xuất xứ ở Washington. Hoặc cây Jojoba là một cây lấy dầu, thì tên khoa học là Simoncia sinensis. Hoặc cây vải là Lichy sinensis, Đã, cây vải rất là quen thuộc ở các tỉnh phía Bắc, cũng như là một số tỉnh ở Tây Nguyên. Thì tên khoa học nó là Lichy sinensis, và chúng ta biết sinensis này để nhận diện được nó là từ Trung Quốc. Hoặc là cải thì chúng ta có Brassica sinensis các đối tượng có nguồn gốc liên quan đến Trung Quốc không chỉ có tên loài là sinensis, nó cũng có thể là từ khá gần gũi về âm đó là sinens hoặc sinensis viết như đây. Ví dụ như chúng ta sẽ gặp Sibidum sinens thì thì đây là một loài địa lan mà có xuất xứ từ Trung Quốc hoặc Saccharum sinens thì đây là cây mía lau hoặc cây trà, cây trà bình thường ta đấy, tên khoa học là Camellia sinensis, rồi sẽ gặp Micanthus sinensis hoặc Citrus sinensis, đây là cây cam, nhưng mà cam này là cam có xuất xứ Trung Quốc nó sẽ khác với cả hồi nãy chúng ta có là Citrus Indica là là cam xuất xứ Ấn Độ. Trong trường hợp giả sử như xuất xứ từ Brazil thì lúc đó sẽ là Hevea Brasilensis thì đây là cây cao su và chúng ta biết cây cao su trồng rất là rộng lớn ở Việt Nam đó. Mặc dù trồng ở Việt Nam vậy nhưng mà nó xuất xứ là xuất xứ từ Brazil hoặc một loài khác là Leoopsis Brasilensis hoặc Eugenia Brasilensis thì chữ Brasilensis cho chúng ta cái nhận diện đây là những đối tượng có xuất xứ từ Brazil ở Việt Nam chúng ta cũng có nhiều đối tượng và trong trường hợp nếu tên khoa học có gắn liền với chữ Việt Nam thì lúc đó sẽ là Việt Nam ví dụ như chúng ta có Panac Việt đó là cây sâm ngọc linh như chúng ta đã nói nhiều lần hoặc chúng ta có một cây được gọi là cây bách vàng cây này cũng được cho là xuất xứ Việt Nam thì tên khoa học của nó được gọi là Cupensut Việt hoặc một loại trà khác với loại trà Trung Quốc thì tên khoa học nó là Camellia Việt Nam enxit. tên loài không chỉ gắn liền với địa danh ở tầm quốc gia mà cũng thể gắn với địa danh hết sức cụ thể. Ví dụ như chúng ta có loài sống đời này tên khoa học là Calatrobarianensis bởi vì loài sống đời này được xác định là có xuất xứ từ bà rịa tương tự như vậy chúng ta có loài gỗ cẩm lai có xuất xứ bà rịa và tên khoa học là danbergia bariaensis tên một loài thực vật không chỉ gắn liền với địa danh nó cũng thể cho chúng ta thông tin về đặc điểm của một loài nào đó ví dụ như một loài cây cảnh cotone aster horizontalis thì trong cái tên loài này có chữ horizon horizon là đường nằm ngang và đặc điểm của loài cây này khi nhìn vào thì thường là có cảnh nằm ngang cũng như là các cái nhánh nhỏ nó cũng nằm ngang với thân như vậy thành ra là nó có cái tên và cái đặc điểm nằm ngang này rất đặc thù do đó khi đặt tên người ta đã đưa cái chữ horizon vào trong tên khoa học của nó. Hoặc tên loài cúc này có chữ là gigante thì chữ giga có nghĩa là lớn, tức là một loài hoa cúc mà có kích thước hoa rất là lớn. Kích thước lớn cũng có thể dùng từ gram trong trường hợp loài hoa này có tên khoa học là Godetia grandiflora. Flora, flora là hoa gran là lớn thành ra là grandi flora có nghĩa là hoa lớn và rõ ràng chúng ta nhìn thấy loài hoa của đối tượng này rất là ấn tượng với kích thước hoa rất là lớn hoặc loài hoa này có tên khoa học là citus purpureus thì ở trong này có chữ purp, chữ purp có nghĩa là màu tím đặc thù của loại hoa này nó luôn luôn có màu tím như vậy chính vì vậy cái tác giả khi đặt tên người ta đã đưa cái màu sắc của hoa này vào trong chính tên khoa học của nó chúng ta vừa nói đến hai thành phần chính của tên khoa học gồm có tên chi và tên loài đó là hai thành phần bắt buộc phải có đối với tên của một loài thực vật phần sau của tên loài không phải là phần bắt buộc tuy nhiên để cụ thể hóa thì các phần phía sau của tên một loài cũng nên được bổ sung một cách đầy đủ phần tiếp nối ngay sau tên loài sẽ là tên tác giả tên tác giả trong tên khoa học chúng ta hiểu đó là tên của người đã có công phát hiện mô tả và đề xuất loài thực vật này cũng như là tên của loài thực vật này do đó tên của tác giả vẫn luôn được đặt trong tên khoa học và việc đặt tên tác giả nằm trong tên khoa học cũng có những quy định rất chặt chẽ điều đầu tiên cần phải ghi nhớ là tên tác giả sẽ luôn luôn nằm phần sau tên loài nhưng không viết nghiêng đây là một điều cần lưu ý tên tác giả không viết nghiêng và tên này sẽ sử dụng là tên họ và có thể viết tắt các tên họ này đặc biệt là đối với người nổi tiếng trong phân loại học thì thường thường người ta sẽ viết tắt càng nổi tiếng nhiều người ta càng viết tắt và trong phân loại học cũng như các lãnh vực khác nó luôn luôn có sự hiệu chỉnh hiệu đính liên tục do đó nó sẽ có những trường hợp là trong trường hợp một loài sẽ được một tác giả mới bổ sung và hiệu đính lại, sau sự hiệu đính đó, nhà thực vật học này đã trình và được ủy ban quốc tế về tên khoa học thông qua, lúc đó tên khoa học mới sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, tên tác giả gốc ban đầu vẫn được giữ trở lại. Trong trường hợp đó, tên của tác giả đầu tiên sẽ được đặt ở trong ngoặc đơn. Chúng ta lấy ví dụ trong trường hợp của cây đinh lăng lá nhỏ. Tên khoa học của nó là Polyscias fruticosa L đặt trong ngoặc ham hoặc hoặc cây đậu nành là glycin mắc l đặt trong ngoặc merin thì chúng ta hiểu l đây là tác giả đã mô tả trước đó còn ham và merin là tác giả hiệu đính lại đến sau và nói thêm l đây viết tắt đây là nhà thực vật học nổi tiếng các chúng ta đã nói suốt từ đầu bài đến bây giờ vì ông quá nổi tiếng thành ra tên ông chỉ cần viết l là tất cả mọi người đều hiểu đó là ai thì đó là quy ước trong trường hợp tên khoa học đã được hiệu đính và có tác giả mới đề xuất bổ sung tiếp nối với một tác giả trước đó rồi trong tên tác giả chúng ta lại gặp trường hợp một loài thực vật được hai tác giả cùng công bố cùng đây chúng ta có hiểu cùng đây chúng ta hiểu là cùng về thời gian cùng lúc thì lúc đó giữa tên hai tác giả đó sẽ được nối nhau bằng chữ e này chữ e này có nghĩa là và chúng ta sẽ gặp trường hợp ví dụ như trong trường hợp Hopia hainanensis me et chun. Như vậy chúng ta hiểu là loài Hopia hainanensis này đã do hai tác giả là me và chun cùng đồng thời mô tả và đề xuất. Chúng ta lại gặp một trường hợp phức tạp nữa đối với tên tác giả trong tên loài thực vật. Đó là trường hợp nếu một loài do một tác giả đề nghị nhưng chưa công bố chính thức. Sau đó tác giả khác mô tả sau lại mô tả một cách đầy đủ hơn. Và cái công bố của người mô tả sau được chấp thuận khi đó tên của người đã đề nghị chưa hoàn chỉnh tức người đã đề nghị trước mà chưa hoàn chỉnh đó sẽ đứng phía sau và nối với tác giả thứ hai tức là cái tác giả đã mô tả hoàn chỉnh đó bằng chữ x. Như vậy gặp chữ x này chúng ta hiểu đó là trường hợp có hai tác giả mà một tác giả thì mặc dù mô tả trước nhưng mô tả chưa hoàn chỉnh thì lại có một tác giả chậm hơn một chút nhưng lại chất lượng hơn một chút thì lúc đó cả hai tác giả đều được ghi nhận. Chúng ta gặp trường hợp, ví dụ như trong trường hợp của loài Diospyros Moons, Acep, Lex thì chúng ta hiểu đối với loài này, hai tác giả đã cùng tham gia. Trong đó, tác giả có tên viết tắt là Lex này đã mô tả trước, nhưng khi ông mô tả chưa hoàn chỉnh, thì tác giả Acep này đã đưa ra một bản mô tả hoàn chỉnh hơn và đã được coi là tác giả chính. Lại có trường hợp phức tạp nữa là nếu một loài do một tác giả mô tả nhưng lại công bố trong một công trình của một tác giả khác chúng ta biết rằng là trong nhiều trường hợp có thể là có những tác giả người đó lại không trực tiếp công bố có thể lại đưa vào trong một cuốn sách nào đó cuốn sách chuyên khảo đó lại do một tác giả khác trình bày thì trong trường hợp đó cả hai tác giả đều được đưa tên vào tên khoa học của loài mà họ đề xuất tuy nhiên tên tác giả mô tả sẽ được viết trước bởi vì người đó được coi là người có công nhiều hơn và được nối với nhau bằng chữ in, in có nghĩa là trong. Chúng ta gặp trường hợp trong loài Ardisia vertica one in rocks thì chúng ta hiểu trong trường hợp này tác giả Oan đã mô tả trong một công trình khác của tác giả Rock và tác giả Rock này là người mang công trình đi công bố. Tác giả Oan này chỉ đưa bản mô tả ở trong công trình của tác giả Rock tuy nhiên trong trường hợp này tác giả oan vẫn được cho là đóng góp cụ thể hơn do đó tên được đặt trước và hai tác giả liên kết với nhau theo cách như trên bảng với chữ in nằm ở giữa cuối cùng trong một trường hợp rất ít khi gặp hơn đó là có thể sẽ có những trường hợp cùng một loài nhưng lại có nhiều hơn một tên khoa học do các tác giả khác nhau công bố đó là trường hợp các tên đồng nghĩa đối trường hợp mà có tên đồng nghĩa như vậy thì theo quy định sẽ phải bắt buộc phải luôn luôn kèm theo tên tác giả đối với tên khoa học đó thì như vậy hồi nãy chúng ta có nói là thành phần chính của một tên khoa học là gồm có tên chi và tên loài, tên tác giả không nhất thiết viết ra. Tuy nhiên trong trường hợp nếu có tên đồng nghĩa thì lúc đó việc ghi tên tác giả phải bắt buộc bởi vì điều đó và đảm bảo cho sự chính xác cao hơn.